Cách trị mụn lưng tại nhà bằng chanh cực hiệu quả. Trị mụn lưng tại nhà bằng chanh hiện nay đang rất được ưa chuộng. Hầu hết chị em đều hết lời khen ngợi và truyền tai nhau sử dụng. Sử dụng chanh và sữa chua không đường. Chanh tươi không chỉ là thức uống giải nhiệt mùa hè mà còn là nguyên liệu khá hữu ích trong việc trị mụn lưng. Còn sữa chua có thành phần vitamin C mang đến tác dụng rất lớn trong việc làm giảm các vết thâm do mụn. Không chỉ vậy, sữa chua còn chứa chất kháng viêm làm giảm sưng mụn. Kết hợp hai nguyên liệu này, chúng ta sẽ có một hỗn hợp trị mụn ở lưng cực tốt. Cách làm: lấy nước cốt chanh và sữa chua cho vào bát trộn đều để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Thoa hỗn hợp này lên vùng da mụn và massage trong vài phút. Sau đó rửa sạch vùng da bị mụn bằng nước ấm. Thực hiện cách trị mụn lưng bằng muối và chanh 2-3 lần một tuần cho đến khi hết mụn hoàn toàn. Hãy click vào link bên dưới để xem thêm nhiều video về cách trị mụn lưng từ thiên nhiên nhé.